Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá phần mềm Linh duo com đó là trang web link linduo com à, Các bạn có thể là cài đặt phần mềm này ở trên ở trên điện thoại. À, ở đây chúng ta đang xem trên vi tính. Và hôm nay chúng ta sẽ xem cấp độ sinh viên. À, cấp độ sinh viên có điều gì thú vị? Ở đây có phần giới thiệu, chúng ta có thể bỏ qua. Thực tiễn, chúng ta vào bài học một luôn. À ở đây chúng ta luyện phát âm Chúng ta có âm Chilifon A Arbus A Arbus Âm O мороженое Marojene Chúng ta nhìn thấy bên dưới này là âm bằng tiếng Việt Cho nên là đối với người Việt học rất là dễ T À người ta sẽ đọc là T T метро метро Metro Metro cơ Dicabra là tháng 12 Ozera là cái hồ o. Ozera Ozera, cái hồ Vremia là thời gian M. Vremia M, Vremia, thời gian M. A, Carta là một cuốn bài hoặc là tấm bản đồ A. Carta Carta T, Metro, nó lặp đi lặp lại Metro Metro có nghĩa là tàu điện ngầm Carta là cuốn bài hoặc là hoặc là một tấm bản đồ carta carta là kem kem để chúng ta ăn kem lạnh marozene oh, marozene Машина là cái ô tô. Ma. Машина. 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 Метро. Lặp lại tàu điện ngầm. Метро. Метро. là tháng 12. Декабрь. <свес> Декабрь. Декабрь. Брикабрь. Озеро О, Озеро. О, озеро. Озеро. Карта. Кунбай Карта. Карта. А, карта. Время Латайзан. М. Время. 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 Кровать Лакайзан. Кровать. Кровать. Время Латайзан. М. Время. 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 Кровать là cái giường. K krawat k kravach, đọc là kravach. như vậy là chúng ta vừa rồi đã học xong bài học. Vậy đây là phần mềm giúp các em ôn lại từ vựng rất tốt. Các em chịu khó học hàng ngày thì chúng ta sẽ củng cố được à, vốn từ vựng của chúng ta. Còn khi chúng ta muốn nói giao tiếp thì các bạn hãy tham khảo các clip mà thầy Hoàng đã làm ở trên trang YouTube vui học tiếng nga cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tới